Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay Văn Đọc xin giới thiệu và review với các bác sản phẩm vang cơ cao cấp đến từ thương hiệu ST Sauto các bác nhé. Và mẫu vang này là mẫu vang cơ, tùy chỉnh bằng cơ, tất cả bằng cơ. Tức là các bác vặn trên núm và tùy chỉnh trên tay chứ không có cắm vào phần mềm. Thì giới thiệu các bác là cái vang này là S800, sản phẩm mới của công ty cổ phần AV Việt Nam, cung cấp độc quyền tại Việt Nam. Với các cái chế độ Eco, Revert, Delay, Defect rất là đa năng. Và có thêm cái playback cắt hú cùng với là các chức năng kết nối USB, Bluetooth, giải mã cáp quang, cửa cắm AUX đầu vào, thuận tiện cho các bác dùng gia đình hoặc là các bác nắp trong karaoke, phòng hát vừa và nhỏ, thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Vâng, và cái thiết kế của cái dòng vang này quá đơn giản. Đấy, các bác nhìn quá đơn giản. Phía cạnh công tắc nguồn này là một cái màn hình nhỏ, màn hình LED. Đấy, có hai nút tùy chỉnh ở mode kia để các bác điều khiển cái chế độ là Eco, Revert, Delay, Refresh đó. Bên cạnh thì có hai núm tùy chỉnh âm lượng cho mic là mic 1, mic 2, hai cửa cắm mic đằng trước và đằng sau. Cũng có thêm mấy cửa nữa. Phía bên trên là ba nút là Delay, Refresh và Revert đó. Bên cạnh các núm này thì có các cái chế độ ngay sau đây, đó là đèn báo USB, đèn báo Bluetooth, đèn báo Optica cáp quang, hai cái đèn báo cho các chế độ là AUX1, AUX2. Bên cạnh cái đèn đó là cái cổng USB đó. Và phía bên cạnh nữa thì có bốn nút tùy chỉnh, đó là AUX input này. Đấy, thì để tạm dừng power play bài này và tiến lùi bài để các bác cắm USB vào, các bác điều khiển. Thì vang này có điều khiển tặng theo nhé. Và phần dưới thì chúng ta có nút FE playback cắt hú và nút extender nâng tiếng cho cái tiếng mic. Một cái đặc biệt là tiếng mic các bác hát cho mỗi người một giọng thì các bác tùy chỉnh trên extender này. Và cái nút extender này cũng có thể là làm playback cắt hú luôn, là rất là thuận tiện. Phía bên cạnh thì có ba núm tùy chỉnh là của bass, min và tep của tiếng mic các bác nhé. Các bác muốn mic dày thì vặn bass lên cho là rõ hơn, sáng hơn thì các bác vặn min lên. Và tiếng tep các bác cảm thấy hơi yếu, tiếng chưa xỉ lắm thì vặn tiếng tep lên. Rồi, ok. Phía bên cạnh này là có ba nút tùy chỉnh là bass, min và tep cho phần music nhạc vào. Đó. Và cuối cùng là ba núm tùy chỉnh effect, mic và music cho các bác. Đó. Các bác chơi cái vang này thì trong gia đình là không còn gì để mà nói luôn. Quá là rẻ. Đúng không ạ? Quá là rẻ, chất lượng rất là cao. Rồi, thì đây em sẽ quay cho các bác xem là mặt sau của sản phẩm nha. Đây là phía mặt sau của sản phẩm các bác nha. Các bác đang nhìn thấy bên cạnh đây là hai cửa AUX đầu vào là AUX1, AUX2. Bên cạnh là flat voice, tức là khóa không chế âm lượng. Ví dụ nhà các bác có trẻ nhỏ, các cháu vui tính chạy ra vặn cái volume lên hết cỡ thì các bác khóa ở trên cái núm này. Và bên cạnh nữa là cái anten bắt Bluetooth. Đấy, anten khá là dài. Đấy, khá là dài. Anten để bắt Bluetooth. Đó. Cạnh nữa là cái cổng cáp quang đầu vào. Đấy, bên cạnh cái cổng cáp quang là cổng cắm mic nhá. Cổng cắm mic và cái volume tùy chỉnh nhiều chế độ. Nói chung cái vang này thì rất là hiện đại. Có một volume tùy chỉnh surround, tức là hai loa đằng sau. Đấy, âm lượng. Một volume tùy chỉnh mic và hai cái núm frequency và bass voice điều khiển cho loa siêu trầm. Cạnh đấy là các bác có các cổng như là SNR ra cửa loa sau, NR out là cửa loa ra chính, loa trái, loa phải và bass voice. Đó, bass sub luôn. Cái dòng này thì em lại không thấy cửa canter đâu nhỉ. Không thấy cửa canter. Bên cạnh thì các bác có ba cổng theo kiểu là jack umbrellang cao cấp XNR đó, loa trái, loa phải, loa siêu trầm và cổng cắm nguồn. Cái này thì công tắc nguồn đằng trước rồi, rất là thuận tiện. Nhiều các bác đi chọn lựa vang số toàn thấy công tắc nguồn đằng sau, chả may thò tay ra đằng sau lại vướng nhiều đồ quá thì rất là đích kích. Nên là hãng đã thiết kế luôn công tắc nguồn đằng trước, rất là thuận tiện luôn cho các bác. Đấy. Thiết kế rất hiện đại. Đấy, vang cơ đó. Khi snap này các bác sẽ chỉnh đằng sau, khống chế đằng sau, sau đó setup ngon lành ok rồi thì các bác sẽ chỉnh đằng trước thôi. Đấy. Rồi ok, thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm vang này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Một lần nữa xin kính chào toàn thể các bác và hẹn gặp các bác trong clip lần sau.